Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Suốt 15 năm, dàn nhạc Con đường tơ lụa, một nhóm các nhạc sĩ dưới sự điều khiển của nhạc sĩ violoncello lừng danh Giorgio Ma đã làm say mê các cửa tòa với tài nghệ và công cụ hợp tác và sự hài hòa giữa các nền văn hóa rất giống với tinh thần của con đường mua bán tơ lụa cổ xưa. Mời quý vị theo dõi tường trình qua video sau đây. Nhạc tính đa dạng của dàn nhạc Con đường tơ lụa vừa hết sức cổ truyền vừa rất lai tạo, phản ánh sự đa dạng vô tận dọc theo chính con đường tơ lụa cổ xưa. Gia vị, dầu thơm, đá quý và dĩ nhiên là tơ lụa được mua bán dọc theo con đường dài 6.500 km kéo dài từ Trung Quốc đến Địa Trung Hải. Như nhạc sĩ violoncello và đại sứ hòa bình Liên Hiệp Quốc Giorgio Ma nói rằng, những sự trao đổi và hiểu biết giữa các nền văn hóa với nhau là các sản phẩm quý giá nhất của con đường cổ xưa này. Ông Ma đã sáng lập dàn nhạc với các thành viên đại diện cho 20 quốc gia để thể hiện tinh thần thám hiểm và chia sẻ đó. Điều chúng tôi cố gắng thực hiện trong âm nhạc và văn hóa là nhìn vào những gì chúng ta có điểm chung. Khi Christina Pato bắt đầu chơi chiếc đàn túi Galicia lúc còn nhỏ, cô chưa hề mơ tới việc sẽ cùng nó đi ra khỏi những ngôi làng và các cánh đồng vùng nông thôn của Tây Ban Nha. Được chia sẻ truyền thống của tôi với Sandeep Das từ Ấn Độ, với Koji từ Nhật Bản, với Kehan từ Ba Tư, và nhận ra rằng có biết bao lĩnh vực kết nối tất cả chúng ta nhiều hơn so với những gì ngăn cách chúng ta trong suy nghĩ của tôi. Điều đó là một bước ngoặt và là một kinh nghiệm thực sự mang tính cách hết sức mở mang trí tuệ đối với tôi. Giorgio Ma đã thận trọng xây dựng lòng tin cậy giữa các thành viên của dàn nhạc. Mỗi người là một bậc thầy trong truyền thống riêng của mình. Tuy nhiên, họ dễ dàng hợp tác và sáng tạo với nhau. Một người nào đó có thể nảy ra một ý kiến và chúng tôi theo. Thế rồi một người khác thuộc một truyền thống khác, một khu vực khác lại khởi xướng và rồi chúng ta có thể đi theo con đường đó. Nhạc sĩ chơi đàn tabla của Ấn Độ Sandeep Das yêu thích tìm ra điểm chung với các đồng nghiệp của mình. Và đó là niềm vui và sự tin tưởng giúp chúng tôi cùng làm mọi việc. Và dường như bề ngoài thì rất khác, nhưng dứt khoát trong nội tại là cùng một thứ. Các nhạc sĩ trong dàn nhạc Con đường tơ lụa đem lại cái tinh thần hòa nhập đó vào các bối cảnh vừa thân mật, vừa hùng vĩ, chẳng hạn như Thế vận hội đặc biệt Thượng Hải vào năm 2007. Đó là sự tham gia toàn diện bởi vì, như một triết lý, tôi nghĩ một cách chúng ta có thể xác định bất cứ nền văn hóa nào là cách thức xã hội đó đối xử với các công dân kém may mắn nhất. Đại nhạc hội mùa hè Tanglewood ở Massachusetts là nơi cư trú chính của gia đình dàn nhạc. Phim tài liệu Live from Tanglewood cho thấy cảnh các nhạc sĩ thoải mái, hội thảo với nhau và biểu diễn như một nhóm nhạc. Theo từng cặp sáng tạo và khác thường. Và đơn tấu. Điều ông Ma gọi là nền giáo dục thôi thúc bởi lòng say mê nằm trong lòng của sứ mạng dàn nhạc này. Sau những chuyến lưu diễn, các thành viên của Con đường tơ lụa thường ở lại để mở các lớp nhạc tại các địa phương như Trung Quốc, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Tại Hoa Kỳ, các thành viên trong dàn nhạc Con đường tơ lụa mở các lớp tập huấn tại các nhạc viện và các trường công lập. Nhạc sĩ Giorgio Ma nói các nghệ thuật giúp đạt được thế quân bình giữa kiến thức và nhận thức về thế giới rộng lớn hơn. Và tôi nghĩ chúng tôi muốn điều đó sẽ là một thứ động cơ thúc đẩy sự tò mò. Để thực sự tìm ra có bao nhiêu nơi ta có thể gọi là nhà, có bao nhiêu cách ta có thể thực sự nhận là của riêng ta.